standing here in this moment, watching tomorrow unfolding so quietly. It captures me and takes me back to an innocence I barely remember, a hopefulness, a first time together. Cũng chẳng biết tại sao mẹ khóc nữa, nhưng mà cố an ủi mẹ, thấy qua an ủi mẹ thì thấy mẹ vui trở lại. Lúc đó em biết là mẹ em cũng là người phụ nữ, cũng là một người rất là yếu đuối, cũng cần một bờ vai, cũng cần một chỗ dựa, thì bố là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho mẹ. Nên là em làm con biết là bố rất là kiên nhẫn, bố thương tụi em, bố yêu mẹ nhưng bố thương tụi em, bố lúc nào cũng chiều tụi em á, chắc tụi em chơi này nọ, mặc dù em không có thích bố. Lúc đầu thì em đối xử với bố không có tốt đâu, nhưng mà sau này thì thấy bố dễ thương nên là cũng thương bố. Mẹ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh, con chúc ba mẹ chăm năm hạnh phúc. Con cũng chẳng biết chút gì là chăm năm hạnh phúc, nhưng mà cầu mong là ba mẹ sẽ luôn luôn thành công trong công việc. Happy wedding! Thưa quý vị, và trên sân khấu giờ đây đó chính là ba mẹ công chúa trong trang phục màu trắng rất là dễ thương. Và bây giờ ba mẹ cũng như tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng chứng kiến một nghi thức rất đặc biệt, đó chính là nghi thức chào đón hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chú rể Quang Dũng và cô dâu Thúy Vân. Những tình cảm quý báu của quý ông quý bà, của quan viên hai họ,